chào ông bà cô chú và tất cả các bạn đang xem trên kênh An Nhỏ Miền Quê. Thì bữa hôm nay nhóm An Nhỏ của mình cùng với gia đình của mình rất là vui mừng khi được bác ở Canada gửi cho gia đình của mình là 2 triệu để mình làm mấy món ăn cho gia đình mình cùng với mấy anh thợ ăn cho vui. Thì sau bao ngày chờ đợi, ngôi nhà của mình cũng đã sắp hoàn thành. Bữa hôm nay là nhóm thợ của anh Phong làm ngày cuối cùng. Còn phần còn lại ở bên trong nhà với phòng ngủ thì cha và anh Nhân sẽ sơn sau. Mặt trước thì nhóm thợ anh Phong đã sơn hết cho gia đình của mình rồi. Thì mình rất là mừng. Thì 2 triệu của bác cho gia đình của con thì hôm nay gia đình của mình sẽ làm 4 món ăn. Món gỏi gà, gà mình nấu cháo còn trộn gỏi. Thì gà cô Năm có đem cho gia đình mình một con, còn của nhà là 2 con. Mình làm bò né với rau càng cua, rồi tôm hấp nước dừa, thịt heo quay ăn với bánh hỏi. Và chị Hồng với chị Hai có đem trái cây để cho gia đình mình ăn cho vui. Bữa nay chị Hai với chị Hồng của mình cũng tới rất là sớm để phụ. Cũng thương hai chị. Tại vì hai chị cũng chúc mừng cho gia đình của mình đó. Chị cũng vui. Rồi tới mùng 1 em sẽ đến để chúc mừng cho chị Hồng. Em cũng vui giống vậy á. Bữa hổm thì mấy chị em của mình vui cho chị Hai rồi. Là vui cho cưng với chị Hồng ha. Dạ. Xếp theo thứ tự hả chị? Xếp theo thứ tự. Chị em mình cùng vui. Miễn sao chị em mình vui là được rồi. Một ăn bánh mì hả chị? Một ra chị ăn bánh mì. Ngon rồi nha. Chị Hai chị Hồng mình xắt thịt bò như ở chợ luôn á, mỏng lét à. Mình làm cái súp me nữa. Cái mình làm thịt bò với súp me trộn với rau càng cua nè. Ăn chắc ngon lắm á chị. Ủa cái này mình có thêm đậu phộng không chị? Mình có đậu phộng không? Có chị. Có thì làm. Có đậu phộng để cho nó ngon. Bây giờ chị Hồng mình đang xé gà để trộn gỏi. Ở bên trong cũng có chị Hai với dì Mười đang làm tôm hấp. Nhìn cái tô nước chua trộn gỏi thấy thèm không chị? Dùm thèm ha. Dạ, ỏi ớt nổi lên nè. Mình sẽ trộn gỏi bắp chuối với rau muống bào. Giờ anh Thái đang phụ mình xắt thịt heo quay á, da dĩa để chuẩn bị mình ăn. Chị Hồng thì đang trộn gỏi gà. Thịt heo quay ăn với bánh hỏi. Trời ơi, đã không anh Thái? Quá đã. Quá đã ha. Gỏi gà của mình ngũ sắc luôn. Thơm ngon hấp dẫn. Bữa nay 4 món, món nào cũng ngon á. Nhờ bác cho tiền mình á, mình làm mấy món ăn món nào cũng hấp dẫn. Mình để rau răm vô mình trộn thơm quá hả chị? Thơm, bớt mùi rau răm lên thơm quá. Thịt gà trộn gỏi rau răm. Anh đứng lên còn nghe mùi thơm nè. Anh Thái chặt khéo quá ha. Khéo không vậy? Cho vừa miếng ăn nha. Nãy giờ dì Mười của mình ở phía sau để phụ làm. Dì đang làm bò sốt me. Mình để lên càng cua. Bò này mình sắt thiệt mỏng á, mình xào cho chín. Xong rồi mình để vô cái rau càng cua. Héo cái rau càng cua để mình chấm với cái nước chấm. Rất là ngon. Rồi cái gì? Chị ra được. Cháo gì không ta? Coi là sót đó. Cháo đó vậy.
Đồ ăn thì mấy chị em mình đã chuẩn bị xong hết rồi, giờ mấy anh Thọ đang nghỉ tay để mình ăn bữa chung vui với gia đình. Bữa nay nữa là chia tay với nhóm Thọ của anh Phong rồi. Anh vô ngồi luôn đi anh. Chiều bị đứng bóng thì trời nắng hầm. Đồ ăn của mình đã chuẩn bị sẵn sàng. Ở đây thì mình làm 4 món. Có tôm hấp bia, tôm hấp nước dừa, thịt bò với càng cua, cháo gà, rồi thịt heo quay. Con mời ông bà cô chú và tất cả các bạn cùng ăn cơm với gia đình của con. Con mời bác ở Canada cùng ăn cơm chung vui với gia đình của con. Thì hôm nay cũng chia tay với nhóm Thợ của anh Phong á. Được bác cho tiền thì con cũng làm món ăn để ăn chung vui với gia đình. Mời cả nhà cùng ăn cơm với gia đình mình. Em mời anh Canada ăn với gia đình em cho vui ạ. Mời cả nhà cùng ăn cơm với gia đình mình cho vui. Em mời anh ở Canada ăn cơm với em. Mời cả nhà cùng ăn với mình nha. Em mời anh cùng ăn với em. Mời cả nhà cùng dùng cháo. Mời cả nhà cùng dùng cháo. Em mời em ở Canada cùng dùng cháo. Chị Trang tự nhiên nha. Nó cỡ quá coi chừng dễ gần hết á. Khang ăn được không con, coi chừng nóng nha. Khang giỏi quá, đẹp trai mà giỏi nó chứ vậy hả? Tôi hôm qua Khang con quá trời, không nhà đâu. Bữa nay thì cha đi đón Duy Thịnh. Duy Thịnh mẹ mình gửi cho cô giáo á. Tại hôm nay nhà cũng có làm cái món ăn nên là mẹ của Duy Thịnh thì đi làm. Rồi gửi Duy Thịnh cho cô giáo. Giờ cha cũng không có nhà, chút xíu nữa thì cha của mình về tới. Chị mời ăn tự nhiên nha. Hôm nay thưởng thức mấy món ăn của mấy chị em con làm thử coi ngon không. Nhờ sự ủng hộ của bác mà mấy chị em con quá trời muốn ăn ngon luôn. Chị Hồng trộn gỏi ngon quá. Ngon hả? À, ông ngoại mới rước Duy Thịnh đi học về, Duy Thịnh ngoan quá. Bữa nay nhà mình rất là vui luôn. Phía mặt tiền đã sơn đẹp. Chờ đợi bao ngày thì giờ nhà mình lên một màu xanh. Màu xanh như bầu trời. Nay món nào mình ăn cũng ngon hết mẹ. Món nào cũng ngon hết mẹ. Từ hôm dịch tới nay á, nay mới được một bữa ăn ngon luôn á. Nhà bác cho tiền. Món nào ngon không biết, món ăn món nào trước. Dì thưởng thức từng món đi.
từ từ ha. Dạ. Dì ăn tôm luộc nước dừa đi. Dì không? Dì mời ăn con tôm đi dì. Dì mời chấm với cái nước ớt xanh á. Nhà cái ăn cay dữ lắm rồi nó làm. Nãy giờ đưa Kẹt đi nước đưa cháu ngoại gửi trẻ về hơi trễ, thôi giờ cũng mời hết anh em mình trong bàn nâng ly, thì cũng xin cảm ơn hết mấy anh em đã tận tình giúp đỡ gia đình để hoàn thành cái nhà. Rồi, quá, chúc mừng cậu làm nhà quá đẹp luôn. Chúc mừng nhà mới đã hoàn thành nha. Vui quá trời luôn. Bên này mình cứ tự nhiên vô nghe. Dạ, cắt mà ăn nước dừa. Ta chơi tới sáng luôn á, mơ bây giờ. Đã đem có đem đồ đâu rồi. Ngủ đi nhiều hút đêm. Tôi gì hút quá hả? Ngủ nhà mới đêm. Anh Đức là con của cậu chính mình. Anh Đức nhà thơ chứ. Cũng khổ dữ lắm. Nhưng mà nay là lần đầu tiên anh Đức lên sóng. Ở có không có rồi. Nè, nãy bầu 23 giờ 3 hai hộp. Vô, hai hộp ra. Vô. Dạ, cầm đi nhỏ trước. Rồi, ông bao lâu rồi đó. Hôm nay làm lại gì ra. Chưa. Xin chào ông bà cô chú và tất cả các bạn. Thì bữa hôm nay gia đình của mình rất là vui khi nhà của mình sắp hoàn thiện. Bữa nay là bữa cuối để gia đình mình chia tay với mấy anh thợ của nhóm thợ Anh Phong. Thì tổng cộng tiền của Quý Mạnh Thường Quân, cô Lệ Hoa, bác ở Canada, chú Hùng, cậu ở Canada đã chung tay góp sức để xây dựng cho gia đình mình một cái căn nhà thật là đẹp. Thì tổng cộng số tiền của Quý Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho gia đình của mình là 71.630.000. Thì đây là niềm vui mừng của gia đình con đã từng mơ ước mà hôm nay được căn nhà như thế này. Thì gia đình con vô cùng biết ơn Quý Mạnh Thường Quân đã thương yêu, quan tâm và giúp đỡ cho gia đình con rất là nhiều. Thì con không biết nói gì hơn, con xin kính chúc cho Quý Mạnh Thường Quân được dồi dào sức khỏe, vạn sự may mắn, vạn sự thành công. Hôm nay gia đình em được về nhà mới nhờ quý anh chị giúp đỡ, gia đình em mừng nhiều lắm. Được sự giúp đỡ của chị Lệ Hoa, hai anh ở Canada và chú Hùng, gia đình em mừng không biết nói gì hơn ngoài những lời chúc anh chị em được nhiều sức khỏe, làm ăn phát đạt. Xin chào tất cả các anh chị Quý Mạnh Thường Quân. Thì hôm nay thì em cũng xin thay mặt gia đình cảm ơn, gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các anh chị Quý Mạnh Thường Quân đã luôn yêu thương, gắn bó giúp đỡ cho gia đình em có một cái ngôi nhà thật là khang trang. Thì em cũng không biết nói gì hơn, xin kính chúc quý anh chị được dồi dào sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Em xin chào tất cả quý anh chị ạ. Thì em xin cảm ơn anh Phong cùng với những anh thợ hồ làm cùng anh Phong đã rất là nhiệt tình để làm cho cái nhà của em. Thì nhà của em là mình làm ở trên cao, là do thay toàn bộ cái nóc nhà làm rất là cực, tại vì ở trên cao thôi, còn ở bên dưới thì mình vẫn giữ nguyên, chỉ có sơn, mà phần sơn thì mấy anh thợ hồ chỉ sơn cái mặt trước, còn ở trong nhà thì cha với anh Nhân sẽ làm phần còn lại. Em xin cảm ơn nhóm thợ hồ của anh Phong rất là nhiều vì đã nhiệt tình giúp đỡ cho gia đình em. Con xin cảm ơn gia đình của cô Năm, gia đình của thím Hai, gia đình của chú Ba, Dượng Ba,
gia đình của chị Hồng, gia đình của chị Hai đã đến để giúp đỡ cho gia đình con, và đã phụ dỡ cái mái nhà xuống, và đến ngày lập thì đã lập lại. Và cũng không quên cảm ơn gia đình của anh bé đã đến giúp đỡ cho gia đình của em. Thì em không biết nói gì hơn ngoài những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho cô bác anh chị đã phụ giúp đỡ cho ngôi nhà của em được như ngày hôm nay. Thì em rất là vui mừng và gia đình của em chân thành cảm ơn ạ. Trong suốt thời gian một năm qua mình làm YouTube thì mình chưa nhận được tiền của YouTube, nhưng mà được sự giúp đỡ của quý mạnh thường quân gần xa thì gia đình mình có được cái ngôi nhà thật là đẹp và khang trang. Thì con xin cảm ơn quý mạnh thường quân rất là nhiều, và con cũng xin cảm ơn ông bà cô chú và tất cả các bạn đã luôn đồng hành theo dõi để ủng hộ cho kênh An Nhỏ Miền Quê trong suốt thời gian qua. Xin kính chúc cho ông bà cô chú và tất cả các bạn được dồi dào sức khỏe và thật nhiều niềm vui. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã bỏ thời gian theo dõi video của mình. Bây giờ gia đình của mình xin chào và hẹn gặp lại.